Đây là món chính gốc người Quảng hả cô? Cô bán được bao nhiêu lâu rồi cô? 27 năm. Dạ. 7 năm là bán ở chỗ 27 năm. 27 năm. Ở chợ này hả cô? Còn chưa có bán thì giờ đang bán những lớn rồi. Thì đó giá cô bán là 590 giờ đó. Ở gần tao có cô bán xe chiên á. Cô là người Quảng chính gốc luôn đó hả? Hả? Cô là người Quảng. Cô hả? Dạ. Sống 6 năm đừng có quay lên. Cô ở phố cổ Hội An. Cô cái mì này là mình mua ở đây phải không cô? Hay là mì nhập ngoài đó? Mì chợ bò. Dạ. 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 Mua gì em gái? Bữa mít nè, cuốn nè. Cho con 10.000 thử đi. Ê, ê, mày đâu? Mày đâu? Mày đâu? Trời ơi, bó tay. Đi dục cư đó giờ. Thưa thưa chị, bộ tiền chị bán đâu? Gì ở đây? Cái hương vị mì Quảng ở đây em thấy là sao? Nó cũng ngon, thơm. Cái ở đây nó cũng nó không có giống, nó đã miền Nam một chút rồi nên nó cũng dễ ăn. À, đúng miền Trung ở đây ta ăn không được, không có nước. Cô là chế lên trộn em thấy nước vậy đó. Đúng miền Trung là chỉ là mì trộn thôi phải không? Mì nhiêu đây? Có nước à? Có nước thì có thiệt. Cái gì? Cắm thêm à? Dạ đúng rồi. Ba lô với người Đà Nẵng đi vô ngồi. Dạ. Ăn cái bánh này nè mà không có ghế ngồi ngồi dắt. Vậy con trai, ớt trái hả? Cô một tô đặc biệt thì có giá bao nhiêu vậy cô? 25.
đồng tô ơi, có không có? Ở đây bán trung bình 25 đồng tô. Nếu như đúng người bản ăn là cô chỉ múc nước đó rồi hả? Chanh không cô nhỉ? Cho miếng chanh đi cô. Chanh đây cô.